Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của tác giả Hương Khe Trùm cuối trong vụ máy bay giải cứu là ai? Trong khi dư luận chưa hết bàn hoàng về việc hai vị bộ trưởng là Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh phải ra tay vào công vì bòn rút mồ hôi xương máu đồng bào trong nạn đại dịch 2 năm vừa qua, thì tướng Tô Ân Sô lại dội một gáo nước lạnh làm những người lạc quan nhất cũng phải xây sẵn mặt mày. Trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, tướng Tô Ân Sô cho biết số tiền lợi nhuận lên tới vài tỷ đồng mỗi chuyến bay và thống kê có gần 2.000 chuyến bay giải cứu trong đợt dịch vừa qua. Trước đó, vào giữa tháng 4, Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và hai người khác là Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, về tội nhận hối lộ. Trong số những người bị bắt cả trước lẫn sau, có hai người là Đồng Hương Nam Định với cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh là Tô Anh Dũng và Vũ Anh Tuấn. Đầu tháng 9 năm 2020, website chính thức của hãng Vietnam Airlines cho rằng mỗi chuyến bay giải cứu người Việt về nước có thể lên đến 10 tỷ đồng một chuyến với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, nên đây là cơ hội vàng để các quan tham róc rỉa xương thịt đồng bào đang sinh sống nơi xứ người muốn về quê hương đất mẹ, vừa tránh dịch vừa đoàn tụ gia đình họ hàng làng xóm. Ngày 7 tháng 12 năm 2021, trong buổi tọa đàm mở cửa du lịch phục hồi kinh tế, có thông tin cho rằng một gói combo về nước có giá lên đến 240 triệu đồng. Vì các chuyến bay mang danh nhân đạo và giải cứu đồng bào nhưng bị móc túi trắng trợn quá nên trên nhiều diễn đàn bà con Việt kiều chia sẻ kinh nghiệm về nước bằng cách lách sang Campuchia. Hành khách bay từ châu Âu về Phnom Penh chỉ với giá 630 euro, đi ô tô mất 100 euro lên cửa khẩu một bài, chia hộ chiếu Việt Nam ra, chắc chắn sẽ được vào Việt Nam và sau đó cách ly một tuần ở Tây Ninh là xong. Có những đề xuất để ngăn chặn tình trạng trục lợi giá vé chuyến bay giải cứu này nhưng không được quan tâm. Các chuyến bay combo do các công ty được cơ quan ngoại giao chỉ định thực hiện, các hãng hàng không được công ty tổ chức thuê vận chuyển, chi phí thu với khách bao nhiêu do các công ty này đưa ra, các hãng hàng không không nắm được chi phí. Có nhiều ý kiến phàn nàn giá vé các chuyến bay nhân đạo đưa công dân về nước cao hơn rất nhiều so với bình thường. Trả lời về việc này, các hãng máy bay khẳng định không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, giá vé cao là do phát sinh nhiều chi phí khác. Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao ngày 20 tháng Giêng năm 2022, khi báo chí đặt câu hỏi việc công dân về nước theo các chuyến bay giải cứu phải trả số tiền lớn, thủ tục khó khăn và nghi vấn có trục lợi từ các chuyến bay giải cứu này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chủ trương đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn về nước là chủ trương đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Điều này cần đặt trong bối cảnh trong nước có những thời điểm hết sức khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ở vế thứ nhất, bà Hằng nói đúng, nhưng vế thứ hai là bao biện. Ngày 27 tháng Giêng năm 2022, Bộ Ngoại giao đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ Cục lãnh sự, gồm Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan, Phó Cục trưởng Đỗ Hoàng Tùng, Chánh Văn phòng Cục Lê Tuấn Anh và Phó trưởng phòng Bảo hộ Công dân Lưu Tuấn Dũng để phục vụ điều tra. Cùng ngày, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 4 cá nhân nêu trên về tội nhận hối lộ khi xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân, theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Đến tháng 3, bà Nguyễn Diệu Mơ, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình, cũng bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc đưa hối lộ. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Thứ trưởng Tô Anh Dũng và đồng bọn phải ra tay vào còng như đã nói ở trên. Trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải đến đâu? Bộ Công an có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cung cấp danh sách chi tiết chuyến bay giải cứu công dân về nước để phục vụ điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, nhưng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định không được giao trách nhiệm phê duyệt danh sách công dân cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức chuyến bay combo giải cứu. Dư luận vẫn nghi ngờ và đặt câu hỏi về trách nhiệm rất lớn của bộ này. Bộ Giao thông Vận tải với vai trò là cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay theo kế hoạch được Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao phê duyệt. Dư luận mong các cơ quan chức năng cần tiếp tục làm rõ vai trò trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xem xét, duyệt cấp chuyến bay và các quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay combo giải cứu. Tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tháng 4 năm 2022, tướng Tô Ân Sô cho biết hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, vi phạm rộng phạm vi trong cả nước và cả ngoài nước gồm một số cơ quan ban ngành trung ương địa phương xảy ra trong thời gian dài. Như vậy là cũng như vụ Việt Á, vụ giải cứu nhân đạo này cũng được giới đỉnh cao trí tuệ đưa hết mánh khóe biệp bợm và gian manh ra để hút máu đồng bào trong cơn hoạn nạn đại dịch. Các con trời tha hồ hét giá mà chẳng ai dám kêu ca, không đi thì có thể bỏ lại nắm xương tàn nơi đất khách quê người, tha chịu cắt cổ nhưng còn được về với quê hương. Cũng như vụ việc Á, lợi dụng cơn đại dịch để hút máu đồng bào mình là tột cùng của sự khốn nạn. Nó còn khốn nạn hơn những con kền kền róc rỉa xương thịt người dân trong nạn dịch tại những trạm gác. Vì chúng được mệnh danh với sứ mệnh nhân đạo rất cao cả và đây là những cán bộ được tuyển chọn đặc biệt trong môi trường đặc biệt. Gần đây, Bộ Ngoại giao bị mang tiếng một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa ngoại giao từ các đại sứ quán để buôn lậu sừng tê giác, vẫy ca mập, vân vân nhưng vụ này lại được sự chỉ huy và điều phối của một vị thứ trưởng là tội phạm có tổ chức. Trong vụ này chắc chắn không phải do âm mưu của các thế lực thù địch mà chỉ do mưu mô của thế lực thờ địch mà thôi. Dư luận đặt câu hỏi, ngoài các bộ ngành liên quan như đã nói ở trên, thì trách nhiệm của các đại sứ quán Việt Nam tại các nước có nạn nhân được giải cứu và đặc biệt là Bộ trưởng Phạm Bình Minh lúc đó là người đang đứng đầu ngành ngoại giao, có liên quan gì và trách nhiệm đến đâu? Trong số 4.000 tỷ mà các chuyến bay mệnh danh là giải cứu thu về được chung chi cho những ai và ai là trùm cuối trong vụ này. Vừa rồi là bài viết của tác giả Hương Khê. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.